est difficile à prononcer. Que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi la vie et on dirait le trait de mes yeux bridés. Que dit ce muscle, moi, ce que tu nous sais dire. Je ne sais de toi que les images de l'arrière. Un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, diras bonjour à ton âme. Un jour, j'irai là-bas. Se dire bonjour, Vietnam. Quý vị khán giả đã đến với chương trình đêm nhạc đặc biệt tại nhà hàng Hải Lam Phố Biển với chủ đề đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương. Cho phép Thanh Huyền được thay mặt cho những người làm chương trình gửi tới các quý vị khán giả đang ngồi đây lời chào thân ái và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị khán giả, thì chỉ ít tháng nữa thôi là chúng ta sẽ cùng đến với cái Tết cổ truyền của dân tộc. Và mọi người vẫn thường hay nói đùa với nhau rằng Tết mình làm điều hay thì nhiều vận may sẽ đến. Và ngày xuân, ngày Tết thường là dịp để chúng ta trao gửi đi nhiều yêu thương, đặc biệt là cùng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Và trong chương trình đêm nhạc thiện nguyện ngày hôm nay với chủ đề Xuân Yêu Thương do Nghệ An 24 giờ tổ chức, thì thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, mến chúc các quý vị khán giả sẽ có một buổi tối nghe nhạc thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Kính thưa quý vị khán giả, thì Xuân Yêu Thương là một hoạt động thường niên do Nghệ An 24 giờ tổ chức. Và năm nay thì Xuân Yêu Thương lần thứ 6 tiếp tục được diễn ra với hy vọng sẽ mang đến một cái Tết ấm áp đủ đầy hơn cho bà con của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Và chương trình đêm nhạc thiện nguyện đêm nay thì là một hoạt động khởi đầu nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân Yêu Thương lần thứ 6 do Nghệ An 24 giờ tổ chức. Và ngoài đêm nhạc thiện nguyện thì Xuân Yêu Thương lần thứ 6 sẽ được tiếp tục với giải bóng đá và chương trình từ thiện trao quà tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Và đến cùng tham gia, cùng chung vui với đêm nhạc ngày hôm nay, ban tổ chức rất vinh dự được giới thiệu sự hiện diện của các quý vị khách quý, các nhà tài trợ, các ca sĩ, nghệ sĩ đã đồng hành cùng với Xuân Yêu Thương. Về phía khách mời, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Hảo, là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Duy Đông, là Bí thư Huyện ủy Đô Lương. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Viết Hùng, là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Trung Tuyến, là Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Nghệ An. Về phía các ca sĩ, nghệ sĩ, xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của nữ ca sĩ Ngọc Huyền. Xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của nam ca sĩ Trần Lực. Và cùng với sự góp mặt của câu lạc bộ ca trù Giang Đình Cổ Độ sẽ đến chung vui cùng với chúng ta ngày hôm nay. Và về phía ban tổ chức thì xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Giáp, là Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông 24 giờ Online, trưởng ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Quốc Huy, là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông 24 giờ Online, phó ban tổ chức. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Trọng Đức, là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông 24 giờ Online, phó ban tổ chức. Và ngoài ra thì ban tổ chức Xuân Yêu Thương cũng rất vinh dự khi ngày hôm nay, đêm hôm nay nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía các mạnh thường quân, các đơn vị tài trợ đã và đang đồng hành cùng với Xuân Yêu Thương. Một lần nữa thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các quý vị khách quý đã có mặt cùng với chúng tôi ở đây đêm hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý vị, thì 5 năm mùa Xuân Yêu Thương đã đi qua. Năm mùa Xuân Yêu Thương với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và với tinh thần tương thân tương ái.
thì hàng ngàn món quà đã được ban tổ chức của Xuân Yêu Thương trao gửi đến các bà con ở các huyện Con Cuông, Đô Lương, Quỳ Hợp của tỉnh Nghệ An. Và năm nay thì điểm đến tiếp theo của mùa Xuân Yêu Thương lần thứ 6 là xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Là một xã miền núi phía Tây của huyện Kỳ Sơn thì Nậm Cắn có thể nói là một trong những xã còn gặp rất nhiều khó khăn. Và để mọi người hình dung được rõ hơn về đời sống của bà con nơi đây thì ngay bây giờ xin phép mọi người hãy cùng về hướng về phía sân khấu để chúng ta cùng xem một clip ngắn mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Nậm Cắn là một xã miền núi phía Tây của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, với hơn 23 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Xã Nậm Cắn hiện có 6 bản, đa phần là đồng bào bà con dân tộc Mông, dân tộc Thái và dân tộc Khơ Mú. Người dân nơi đây sống chủ yếu nhờ vào việc nương rẫy, phụ thuộc vào thiên nhiên, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo gần 50%. Nậm Cắn được đánh giá là địa phương mang đậm màu sắc văn hóa. Tuy nhiên, người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp với hai loại cây trồng chủ yếu là ngô và lúa được trồng ở các dãy cao. Do trình độ canh tác và kỹ thuật chăm sóc còn nhiều hạn chế, trong khi thời tiết vùng cao vô cùng khắc nghiệt khiến cho năng suất cũng không được cao. Nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, mùa đông nơi biên giới Nậm Cắn năm nào cũng rất lạnh, thường xuyên lạnh dưới 10 độ C, sương mù trắng xóa, lạnh đến độ sương đóng băng. Rạng sáng, sương còn rơi lộp độp trên mái nhà, chậu nước để ngoài hiên cũng đóng băng. Những đợt rét như vậy, bà con không đi dãy được mà chỉ ở nhà đốt củi sưởi ấm và ăn thức ăn dự trữ. Cuộc sống của người dân đã vất vả, nay còn khó khăn. Kính thưa đồng chí Bùi Duy Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đô Lương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Bá Hạo, Phó đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Nghệ An. Kính thưa các quý vị đại biểu, các mạnh thường quân. Cái Xuân Yêu Thương là một cái hoạt động thường niên của Nghệ An 24 giờ với mục đích rằng là chia sẻ với đồng bào các dân tộc của tỉnh Nghệ An mỗi dịp Tết đến xuân về. Thì do đặc thù anh em làm truyền thông báo chí cho nên là đi tác nghiệp nhiều thì hiểu được cái khó khăn của đồng bào các dân tộc của miền núi Nghệ An là rất là lớn. Rồi đồng bào các cái vùng giáp biên chịu rất nhiều cái thiệt thòi, cho nên xuất phát từ cái tình cảm đó thì bắt đầu từ năm 2017 thì Nghệ An 24 giờ đã tổ chức Xuân Yêu Thương. Đấy là một cái chương trình thông qua các hoạt động như là đêm nhạc, đội giả ảo đấu hay là đặc biệt là bóng đá thì để quyên góp các cái mạnh thường quân, các cái độc giả của Nghệ An 24 giờ để quyên góp ủng hộ đồng bào. Và đến nay thì là mùa thứ 6 trôi qua thì chúng tôi vẫn duy trì được cái truyền thống này. Và năm nay thì chia sẻ với Kỳ Sơn thì Xuân Yêu Thương sẽ dừng chân tại Kỳ Sơn. Cụ thể là cái xã Nậm Cắn là một cái xã giáp biên có cửa khẩu rất là nổi tiếng nhưng mà đời sống của nhân dân nơi đây còn rất là khó khăn. Thì hôm nay là cái đêm nhạc là cái buổi khởi đầu cho cái Xuân Yêu Thương mùa thứ 6. Sau cái đêm nhạc này thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái giải bóng đá quy mô tạm đội bóng tổ chức tại thành phố Vinh và diễn ra trong ngày 16 và 17 tháng 12 sắp tới. Đấy. Thì toàn bộ cái quyên góp từ đêm nhạc thường nguyện cũng như là cái áo đấu mà cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức tặng cho chương trình thì chúng tôi sẽ trao tận tay người dân xã Nậm Cắn của huyện Kỳ Sơn. Thì thông qua đêm nhạc này thì thay mặt ban tổ chức tôi gửi lời tri ân tới các đồng chí lãnh đạo các địa phương cũng đã quan tâm đến chương trình, có những cái cổ vũ động viên để chương trình được diễn ra tốt đẹp. Hy vọng rằng là các đồng chí, các doanh nghiệp
cũng như các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành để cái giải bóng đá thành công, và chúng ta quyên góp được thật nhiều quà để ủng hộ cho đồng bào cái dịp Tết sắp tới. Thì một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin gửi lời để cảm ơn tri ân tới các mạnh thường quân, chúc các đồng chí sức khỏe và một cái năm mới phát đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của ông Lê Văn Giáp dành cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và để mọi người hiểu rõ hơn được về lý do vì sao mà Xuân Yêu Thương lần thứ 6 quyết định lựa chọn xã Nậm Cắn của huyện Kỳ Sơn là điểm đến tiếp theo của một Xuân Yêu Thương 6, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng hướng về phía màn hình trên sân khấu để chúng ta cùng xem một clip ngắn mà ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị. Nậm Cắn là một xã miền núi phía Tây của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Với hơn 23 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, xã Nậm Cắn hiện có 6 bản, đa phần là đồng bào bà con dân tộc Mông, dân tộc Thái và dân tộc Khơ Mú. Người dân nơi đây sống chủ yếu nhờ vào việc nương rẫy, phụ thuộc vào thiên nhiên, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo gần 50%. Nậm Cắn được đánh giá là địa phương mang đậm màu sắc văn hóa. Tuy nhiên, người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, với hai loại cây trồng chủ yếu là ngô và lúa được trồng ở các dãy cao. Do trình độ canh tác và kỹ thuật chăm sóc còn nhiều hạn chế, trong khi thời tiết vùng cao vô cùng khắc nghiệt khiến cho năng suất cũng không được cao. Nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, mùa đông nơi biên giới Nậm Cắn năm nào cũng rất lạnh, thường xuyên lạnh dưới 10 độ C, sương mù trắng xóa, lạnh đến độ sương đóng băng. Rạng sáng, sương còn rơi lộp độp trên mái nhà, chậu nước để ngoài hiên cũng đóng băng. Những đợt rét như vậy, bà con không đi dãy được mà chỉ ở nhà đốt củi sưởi ấm và ăn thức ăn dự trữ. Cuộc sống của người dân đã vất vả, nay còn khó khăn hơn bội phần mỗi khi mùa đông về. Với mong muốn sẻ chia bớt phần nào những khó khăn với bà con của xã Nậm Cắn, năm nay, Nghệ An 24 giờ sẽ mang một mùa xuân yêu thương đến với bà con nơi đây. Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe, vừa được xem một clip ngắn về xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn để phần nào chúng ta có thể hiểu được lý do vì sao mà ban tổ chức của Xuân Yêu Thương lần thứ 6 đã quyết định chọn nơi đây sẽ là điểm đến tiếp theo của chương trình. Kính thưa quý vị, thì trong chương trình đêm nhạc thiện nguyện ngày hôm nay, bên cạnh các phần biểu diễn của các ca sĩ thì chúng ta còn có phần đấu giá đặc biệt rất ý nghĩa, và phần đấu giá này sẽ được bắt đầu ngay sau khi phần chương trình biểu diễn của các ca sĩ kết thúc. Rất mong sẽ nhận được phần sự hưởng ứng từ phía các vị đang ngồi đây. Kính thưa quý vị, nhà thơ Tố Hữu đã từng có câu thơ: sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Cho đi thì luôn luôn là một triết lý sống vô cùng đẹp đẽ, và chúng ta chỉ có trao gửi đi yêu thương thì mới mong muốn nhận lại được sự yêu thương chân thành. Cũng giống như ca từ đẹp đẽ của ca khúc mà quý vị sắp sửa được lắng nghe ngay sau đây, một sáng tác của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, Sống Như Những Đóa Hoa, sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây qua giọng ca rất nội lực của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Thank you.
chết cay môi lời hò môi sắc hương không là hoa của những buồn đau tôi là hoa của những nụ cười cuộc sống của tôi yêu biết bao dù rằng tôi vẫn tin rằng ta có sống như những đóa hoa và sau đây quý trang sẽ gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc về xứ Nghệ, ca khúc được mang tên Xứ Nghệ. Giúp tôi bằng câu dân ca
bằng sông Nghệ An. Mời ca sĩ Quỳnh Trang cùng nán lại sân khấu một chút thôi được không ạ? Ca sĩ Quỳnh Trang có thể nán lại sân khấu giúp Thanh Huyền một chút được không ạ? Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ca sĩ Quỳnh Trang đã nhận lời góp giọng cùng với đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương ngày hôm nay. Và mới chỉ mở màn thôi, mặc dù Thanh Huyền chỉ giới thiệu một ca khúc, nhưng mà ca sĩ Quỳnh Trang đã tặng thêm cho đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương của chúng ta một ca khúc nữa. Và ngay bây giờ thì Thanh Huyền xin phép được mời lên sân khấu ông Lê Văn Giáp là trưởng ban tổ chức, sẽ lên tặng hoa cho nữ ca sĩ Quỳnh Trang thay cho lời cảm ơn từ ban tổ chức chương trình. Xin được trân trọng kính mời ông. Thì xin được trân trọng cảm ơn sự góp giọng của nữ ca sĩ Quỳnh Trang rất nhiều đối với buổi tối đêm nhạc ngày hôm nay ạ. Và xin được cảm ơn trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Giáp. Kính thưa quý vị, thì tiếp nối chương trình ngay sau đây là một nhạc phẩm đã rất nổi tiếng với những người nghe nhạc đại chúng, nhạc phẩm Thương Về Xứ Nghệ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng, ngay sau đây sẽ được gửi tới quý vị qua giọng hát rất ngọt ngào của nữ ca sĩ Ngọc Huyền.
Xin được cảm ơn nữ ca sĩ Ngọc Huyền rất nhiều và mong là nữ ca sĩ Ngọc Huyền có thể nán lại sân khấu một chút để nhận những bó hoa tươi thắm từ ban tổ chức được không ạ? Chúng ta có thể dành một tràng pháo tay lớn hơn cho nữ ca sĩ Ngọc Huyền của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Vâng ạ, giọng hát của nữ ca sĩ Ngọc Huyền rất ngọt ngào và khi mà lắng nghe Ngọc Huyền hát thì Thanh Huyền chợt nhận ra một điều là những người tên Huyền thì thường rất là nhiều tài. Đúng không ạ? Có đúng không ạ? Vâng ạ, và thay cho mặt cho ban tổ chức thì xin được cảm ơn nữ ca sĩ Ngọc Huyền đã có mặt cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Ngay sau đây thì xin được mời lên sân khấu ông Trần Quốc Huy là phó ban tổ chức sẽ lên trao tặng bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn từ ban tổ chức của chương trình đêm nhạc thiện nguyện ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của nữ ca sĩ Ngọc Huyền trong đêm hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả thì đến cùng với đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương ngày hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay thì có một vị khách vô cùng đặc biệt, một vị khách vô cùng quan trọng đã cùng đến với chúng ta. Đó chính là ông Nguyễn Viết Hùng, là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn. Và ngay bây giờ thì Thanh Huyền rất muốn được mời ông Nguyễn Viết Hùng sẽ lên sân khấu để cùng giao lưu một chút với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Xin được trân trọng kính mời ông. Bộ phận lễ tân có thể chuẩn bị micro để cho ông Hùng có thể giao lưu cùng với chúng tôi được không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ, xin chào ông. Thì rất là vinh dự mà đêm hôm nay chúng tôi có được sự góp mặt của ông trong đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì xin được cảm ơn ông Hùng vì ông đã nhận lời tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và ngay bây giờ thì Thanh Huyền muốn được phỏng vấn ông Hùng một chút được không ạ? Vâng, thưa ông thì là năm nay thì điểm đến tiếp theo của Xuân Yêu Thương chính là xã Nậm Cắn của huyện Kỳ Sơn. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm một chút về địa bàn xã Nậm Cắn được không ạ? Xin kính thưa ông Lê Văn Giáp, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông 24 giờ. Kính thưa tất cả các anh chị là các phóng viên nhà báo. Kính thưa anh Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. Anh Nguyễn Văn Đông, Bí thư huyện Đô Lương. Cùng tất cả các anh là lãnh đạo của các cái doanh nghiệp có buổi dự buổi hôm nay. Hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động. Tôi thì mới nhận công tác ở huyện Kỳ Sơn được hơn một tháng và rất xúc động khi được tin là công ty cổ phần truyền thông 24 giờ online dành cái tình cảm đặc biệt này cho nhân dân xã Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn, và cũng lần đầu tiên được đứng ở đây và chia sẻ về cái tình cảm của các anh công ty cổ phần truyền thông 24 giờ online cùng với tất cả các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và các anh chị văn nghệ sĩ. Thì phải nói Kỳ Sơn là một cái huyện miền núi cao, huyện biên giới và một trong những cái huyện nghèo, thuộc là nghèo nhất của cả nước. Và với Kỳ Sơn thì có một thị trấn Mường Xén và 20 xã. Thì cái địa bàn của Kỳ Sơn thì miền núi cao và 99% là đất rừng, còn 1% là chỉ có đất sản xuất và những cái đất khác. Thì ở đây điều kiện thì miền núi cao và bị chia cắt rất nhiều bởi sông, suối. Và cái thứ hai nữa là địa bàn rộng. Và Kỳ Sơn của chúng tôi thì có 4 dân tộc anh em sinh sống. Dân tộc Khơ Mú, dân tộc Mông, dân tộc Kinh, rồi dân tộc Thái. Và một ít là dân tộc người Hoa. Tuy nhiên đời sống của đồng bào thì rất khó khăn. Chỉ là cái xã Nậm Cắn mà các xã còn lại của Kỳ Sơn rất khó khăn, thì cơ sở hạ tầng giao thông đi lại rất vất vả. Và đặc biệt là Kỳ Sơn của chúng tôi thì bị chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, đó là lũ ống, lũ quét. Và đặc biệt đó là năm 2022 thì tháng 10 năm 2022 thì chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn bởi cái cơn lũ ống, lũ quét và gây thiệt hại rất lớn cho nhân dân của Kỳ Sơn. Đấy, thì hôm nay thì chúng tôi cũng rất vui mừng và rất trân trọng những cái tình cảm quý báu của các anh chị, các phóng viên nhà báo, rồi các anh chị ở các doanh nghiệp đã dành tình cảm đặc biệt cho xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Xã Nậm Cắn thì là cái điểm đầu của Tổ quốc, nơi biên giới giáp với nước bạn Lào. Và đây thì điều kiện
cũng hết sức khó khăn. Báo cáo với các anh chị cái này là công ty cổ phần truyền thông online 24 giờ có chiếu một cái video clip, thì đó là tất cả những cái gì của xã Nậm Cắn chúng tôi. Đấy. Thì đời sống nhân dân rất khó, nhưng mà Nậm Cắn thì cũng có một cái trường trung học cơ sở là được công nhận là đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tuy nhiên thì đó là trường nhất duy nhất của cả huyện, và điều kiện cái trường này thì cũng rất khó khăn, và con em các đồng bào dân tộc đi học thì cũng vất vả lắm. Nên những cái sự kiện như thế này đối với xã Nậm Cắn cũng như đối với huyện Kỳ Sơn hay là các huyện miền núi của Nghệ An thì chúng tôi rất trân trọng và rất cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm đến người nghèo và để dành một cái tình cảm đặc biệt đối với những người nghèo trong những ngày Tết đến xuân về. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, vâng, chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ rất chân thành của ông Nguyễn Viết Hùng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn. Và cũng giống như ông Hùng chia sẻ, thì sau khi lắng nghe những lời nói của ông thì chúng tôi, ban tổ chức, những người làm chương trình thực sự mong muốn là cái thông điệp tích cực của Xuân Yêu Thương sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để có thể mang đến cho bà con của xã Nậm Cắn một cái Tết đủ đầy hơn. Một lần nữa thì thay mặt cho những người làm chương trình, xin được cảm ơn ông Hùng vì ông đã nhận lời cùng xuống đây với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng cảm ơn ông. Xin trân trọng cảm ơn MC và tất cả mọi người. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, thì tiết mục tiếp theo đây sẽ là hai ca khúc đã rất nổi tiếng trong lòng người nghe nhạc, được ví von là một trong những ca khúc Việt Nam đẹp nhất, Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, với những ca từ đã trở nên vô cùng quen thuộc như Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội, Hãy sống như đời núi để vươn tới những tầm cao, hay như ca khúc Về thôi xứ Nghệ quê ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Anh Vũ. Hai ca khúc với hai cách thể hiện hoàn toàn khác nhau, nhưng tựu chung lại thì đều góp phần để làm nên một bức tranh nhiều màu sắc về tình yêu quê hương, đất nước và con người. Và buổi tối ngày hôm nay, hai nhạc phẩm nổi tiếng này sẽ được gửi tới quý vị khán giả qua giọng hát của nam ca sĩ Trần Lực. Kính thưa toàn thể quý vị, rất vinh dự và rất hạnh phúc cho Trần Lực được đem đến lời ca tiếng hát để sưởi ấm cho những mảnh đời còn khó khăn của các cháu cũng như là những người dân của huyện miền núi Kỳ Sơn. Và đặc biệt là vừa rồi thì phát biểu của Chủ tịch huyện Kỳ Sơn đấy, thì trước khi Trần Lực hát hai bài như MC nói, thì có một sáng tác về mảnh đất Kỳ Sơn rất là hay của nhạc sĩ Hữu Đào, Trần Lực muốn thể hiện ở đây để gửi tới cho mảnh đất Kỳ Sơn thân yêu. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Có Đặng, có Bác Hồ chỉ lối, bản làng em
hạnh phúc ấm no. Mời bạn về Kỳ Sơn quê tôi, cùng chung tay xây cuộc đời mới. Điện thấy trắng em ngồi dệt vải, tiếng trống trường gọi bạn vang xa. Về Kỳ Sơn rừng núi bao la, đoàn kết bên nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn nhớ về miền Tây biên giới, hát mừng mùa vụ mới. Kỳ Sơn quê hương tôi. Lắng nghe một món quà rất bất ngờ từ nam ca sĩ Trần Lực, một người hát nhạc Kỳ Sơn rất hay, dành tặng cho một đêm mà chúng ta dành nhiều yêu thương cho bà con của Kỳ Sơn. Và để tiếp nối chương trình thì ngay sau đây sẽ là một phần biểu diễn rất khác so với những tiết mục trước đó. Một di sản văn hóa phi vật thể sẽ được thể hiện ngay sau đây trên sân khấu của đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương ngày hôm nay. Vì là di sản văn hóa nên là Thanh Huyền xin phép sẽ không giới thiệu nhiều mà để quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Và Thanh Huyền chắc rằng là khi mà chỉ cần giai điệu vang lên thôi thì các bạn, chắc chắn các bạn sẽ biết là Thanh Huyền đang muốn nhắc đến di sản văn hóa phi vật thể nào. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hướng về phía sân khấu để lắng nghe và thưởng thức. Thì xin được trân trọng kính mời.
Kính thưa quý vị khách quý, câu lạc bộ ca trù và dân ca của công ty cổ phần Song Ngư Sơn rất được hân hạnh được phục vụ quý vị trong đêm nhạc thiện nguyện ngày hôm nay. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu và thưởng thức một loại hình di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2009, đó là ca trù. Và ngay sau đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai thể cách, đó là thể cách hát nói và thể cách hát sầm. Đây là hai thể cách đặc biệt của nghệ thuật ca trù do câu lạc bộ ca trù và dân ca của công ty cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình, bao gồm ca nương Thu Hà, kép đàn nghệ nhân ưu tú Trần Văn Đài, cầm trầu Quốc Dũng. Xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Và mở đầu, xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức thể cách hát nói với tựa đề Đào Hồng Đào Tuyết, một sáng tác của cụ Dương Khuê. Xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Bye.
Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một thể cách thứ hai có tựa đề Sẩm Huê Tình do Thu Hà thể hiện. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chỉ lắng nghe. Chúng ta vừa được lắng nghe hai thể cách rất đặc sắc của làn điệu ca trù. Một lần nữa thì chúng ta có thể dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa để dành tặng tới cho nhóm ca trù Giang Đình Cổ Độ của chúng ta ngày hôm nay được không ạ?
Vâng ạ, và một lần nữa thì thay mặt cho những người làm chương trình, rất cảm ơn vì nhóm ca trù Giang Đình Cổ Độ đã nhận lời cùng tham gia với chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Bá Hảo, là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, sẽ lên tặng hoa kỷ niệm thay cho lời cảm ơn mà ban tổ chức chúng tôi muốn gửi tới nhóm ca trù Giang Đình Cổ Độ. Xin được trân trọng kính mời ông. Vâng, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn nhóm ca trù Giang Đình Cổ Độ đã cùng đến cùng với chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và xin phép được mời ông Nguyễn Bá Hảo chúng ta nán lại sân khấu một chút để có thể cùng giao lưu với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, thì lần đầu tiên thì cho phép Thanh Huyền được gửi lời cảm ơn tới ông Nguyễn Bá Hảo đã nhận lời tham gia cùng với đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương. Và Thanh Huyền có một câu hỏi nhỏ muốn gửi tới ông trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là, thưa ông, thì như ông được biết thì báo chí đã và đang góp một phần không nhỏ trong các công tác thiện nguyện. Và thậm chí thì bây giờ báo chí không chỉ làm tốt cái vai trò cầu nối, không chỉ làm tốt vai trò thổi bùng lên ngọn lửa của những lòng nhân ái, mà báo chí còn trực tiếp tham gia vào những việc làm thiện nguyện. Vậy thì không biết là ông có thể chia sẻ cảm nhận của ông một chút về vai trò của báo chí nói chung, báo chí tỉnh nhà nói chung, cũng như là Nghệ An 24 giờ nói riêng đối với các vấn đề an sinh xã hội được không ạ? Xin kính thưa các quý vị đại biểu cũng như là các anh em cộng đồng của công ty cổ phần truyền thông Nghệ An 24 giờ. Có thể nói báo cáo với quý vị là Nghệ An là một cái địa phương mà số lượng báo chí rất đông đảo, đứng thứ ba cả nước. Và song song với đó thì cũng có rất nhiều cái đơn vị trang thiết bị tổng hợp của những cổ phần truyền thông hoạt động rất hiệu quả. Trong thời gian qua thì như Thanh Huyền đã nói, có thể nói là báo chí đã đóng góp rất nhiều vào cái công tác phát triển kinh tế xã hội cũng như quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó thì công tác thiện nguyện được cơ quan báo chí trong địa trên địa bàn tỉnh tổ chức, mà theo đánh giá của chúng tôi thì có thể nói là rất là nhiều ý nghĩa. Báo cáo với anh Đông, với anh Hùng là trong 2 năm vừa qua thì chúng tôi theo dõi hàng tháng ấy, có tổng hợp thì một tháng thì trung bình các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh là cũng có cả hoạt động thiện nguyện, cả tiền và vật chất cũng khoảng trên 2 tỷ đồng. Đấy, tức là một năm cũng từ 20 đến 30 tỷ đồng. Trong đó thì có thể nói là công ty cổ phần truyền thông 24 giờ, chỗ anh Giáp và chủ tịch hội đồng quản trị ấy, thì hàng năm cũng đã tổ chức rất tốt cái hoạt động này. Và ngoài các cái vấn đề mà các anh các chị trong công ty cổ phần đã tổ chức, cùng qua đó cũng là làm nên một cái nguồn cảm hứng cũng như là cái truyền cảm hứng cho anh em báo chí khác để thực hiện tốt hơn. Và chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới, các cơ quan báo chí nói chung và công ty cổ phần truyền thông 24 giờ nói riêng tiếp tục có những cái hoạt động như thế này. Có thể nói là không có gì ý nghĩa hơn, đặc biệt là mỗi dịp tiết đến xuân về mà những người nghèo, những người khó khăn mà được nhận một món quà dù nhỏ dù to thì có thể nói đó là một cái lời động viên an ủi rất là lớn. Và qua đây cũng xin chúc quý vị ở chúng ta là có một cái buổi giao lưu thật ý nghĩa, thật tốt, và chúng ta thường xuyên luôn luôn hướng về những người khó khăn hơn chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Bá Hảo. Và ngay sau khi mà Thanh Huyền lắng nghe những chia sẻ của ông thì những người làm chương trình, ban tổ chức lại càng như là được tiếp thêm sức mạnh để có thể mang đến nhiều mùa xuân hơn nữa, không chỉ dừng lại ở Xuân Yêu Thương lần thứ 6 mà sẽ là tiếp tục những mùa xuân yêu thương tiếp theo để có thể cùng đồng hành, cùng sẻ chia với khó khăn của bà con. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông. Vâng, kính thưa quý vị, thì tiếp theo chương trình cũng là một bất ngờ nhỏ đối với những người làm chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Một sáng tác rất nổi tiếng đối với những người yêu dân ca xứ Nghệ, ca khúc Về Thôi Xứ Nghệ Quê Ơi, một sáng tác của Phan Anh Vũ sẽ được gửi tới quý vị và khán giả trong buổi tối ngày hôm nay qua giọng ca của nữ ca sĩ Thanh Tâm. Oh,
xứ Nghệ quê ơi, tiếng cha tiếng mẹ ấm lòng. Giữa dòng đời
của chúng ta đây hôm nay được không ạ? Vâng ạ, một giọng ca rất ngọt ngào. Và xin mời ca sĩ Thanh Tâm chúng ta nán lại sân khấu một chút ạ, để cùng nhận những bó hoa tươi thắm từ ban tổ chức ạ. Và thay cho lời cảm ơn thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Viết Hùng, là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, sẽ lên tặng hoa thay cho lời cảm ơn dành tặng cho nữ ca sĩ Thanh Tâm của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa để cảm ơn cho sự có mặt của nữ ca sĩ Thanh Tâm ngày hôm nay, được không ạ? Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Viết Hùng. Vâng, kính thưa quý vị, thì người ta vẫn thường hay nói rằng những điều tuyệt vời nhất, những điều bất ngờ, quan trọng nhất thì thường sẽ được để ở phía sau. Và cũng với những đêm hôm nay cũng vậy, một giọng ca cực kỳ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, trong những phút cuối cùng đã quyết định nhận lời cùng đến đây chung vui với đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương. Và tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây hôm nay tại thành phố Vinh, sắp sửa tiếp theo đây sẽ được đi một vòng quanh xứ Nghệ qua giọng ca của nam ca sĩ Cáp Anh Tài. Xin được trân trọng kính mời. Cáp Anh Tài rất vui hôm nay được đến tham gia chương trình này ý nghĩa này. Và sau đây một bài hát của Cáp Anh Tài sáng tác dành tặng cho xứ Nghệ, bài hát được mang tên Vòng Quanh Xứ Nghệ. Đưa nhau về qua cầu bến thủy, thành phố Vinh bên bờ sông Lam, qua quảng trường Hồ Chí Minh, nghe ai ca câu hò ví dặm, đền Hồng Sơn cần linh chuông chiều, hồ cửa Nam chào du khách sang. Đưa nhau về trong chiều thành cổ, hùng dũng bên phượng hoàng chúng đô, suối cửa lò bờ biển ru, sóng xô ra diễn thanh bại lự, mộ dạ ơi diễn xưa lịch sử, ôi Mỹ Châu trái tim để trên đầu. Quy Châu ơi hát buồn vị quá, Huế phong ngân nga ngân thác sao ba, điệu dân ca đông bao thái khổ, để ai đi xa rồi vẫn nhớ. Kỳ Sơn xôn xao phiên chợ nằm cắn, đèn quay thơm bên bát rượu ngô, về ná ngói núi rừng xanh thẳm, đỉnh cú sai lai leng vờn mây trắng, bạn cao
rộn ràng nhạy sạp, ngọt men say rượu cần em ha. Về Kim Liên đây nam đàn quê bác, làng sen du ta câu hát hò ơi. Nghệ An ơi trong từng hơi thở, đến nơi đây xa rồi lá nhớ. Một lần thôi sao yêu đến không ngờ. Nhau về qua cầu bến thủy, thành phố Vinh bên bờ sông Lam, qua quảng trường Hồ Chí Minh, nghe ai ca câu hò vì dặn, đền Hồng Sơn cần linh chuông chiều, hồ cửa Nam chào du khách sang. Đưa nhau về trong chiều thành cổ, cùng dũng lên phượng hoàng chúng đô. Suối cửa lò bờ biển ru, sóng xô ra diễn thanh bại lự. Ngộ dạ ơi diễn xưa lịch sử, ôi Mỹ Châu trái tim để trên đầu. Quy Châu ơi an mùa hùng vĩ quá, Huế phong ngân nga ngân thác sao ba. Điệu dân ca đồng bào thái thổ, để ai đi xa rồi vẫn nhớ. Kỳ Sơn xôn xao phiên chợ nằm cắn, ngọt men say rượu cần em ha. Về Kim Liên đây nam đàn quê bác, làng sen du ta câu hát hò ơi. Nghệ An ơi trong từng hơi thở, đến nơi đây xa rồi lá nhớ. Một lần thôi sao yêu đến không ngờ. Nghệ An ơi trong từng hơi thở, đến nơi đây xa rồi lá nhớ. Một lần thôi sao yêu đến không ngờ. Chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay lớn hơn nữa dành cho nam ca sĩ Cáp Văn Tài. Và mong là xin mời Cáp Văn Tài có thể nán lại sân khấu một chút cùng với Thanh Huyền được không ạ? Vâng ạ, rất cảm ơn bởi vì là ở những giây phút cuối cùng của chương trình thì chúng tôi mới nhận được sự đồng ý tham gia của các anh Tài. Cũng rất là mừng cho những người làm ban tổ chức đó là có cùng với các anh Tài ở đây đêm nay thì Xuân Yêu Thương, đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương dường như sôi nổi và bùng cháy hơn rất nhiều ạ. Một lần nữa thì thay mặt cho những người làm chương trình xin được cảm ơn các anh Tài đã có mặt cùng với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Alo. Cho anh Tài hỏi một câu là trong những cái địa danh trong bài hát Vòng Quán Sinh Nghề thì có anh chị nào ở đây là quê ở đó không ạ? Có không ạ? Chúng ta có không ạ? Vâng, như thế thì các anh chị cứ coi đó là một món quà tình cảm của anh Tài gửi đến cho các anh chị nói riêng và tất cả mọi người ở đây nói chung. Vâng, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho ca sĩ Cáp Văn Tài được không ạ? Vâng, và ngay sau đây thì xin được mời lên sân khấu ông Lê Văn Giáp là trưởng ban tổ chức sẽ lên tặng hoa thay cho lời cảm ơn dành cho ca sĩ Cáp Văn Tài của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời ông. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của nam ca sĩ Cáp Văn Tài với chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, như vậy thì chúng ta vừa được đi vòng quanh xứ Nghệ cùng với nam ca sĩ Cáp Văn Tài và cũng với cái chuyến hành trình vừa rồi cũng đã khép lại phần đêm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Và để đến tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là phần quan trọng nhất trong buổi tối của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là phần đấu giá gây quỹ từ thiện trong khuôn khổ chương trình Xuân Yêu Thương lần thứ 6 năm 2023 do Nghệ An 24 giờ tổ chức. Và trước khi đến với vật phẩm được đấu giá ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng hướng về phía màn hình và cùng xem một clip ngắn mà ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị.
Nguyễn Hoàng Đức có lẽ là cái tên không còn xa lạ với những ai yêu thích bóng đá, chủ nhân quả bóng vàng Việt Nam 2021 và là cái tên không thể thiếu trong mọi kế hoạch của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Năm 2017, Hoàng Đức được triệu tập vào đội hình U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá U20 Thế giới 2017 tại Hàn Quốc. Ở lượt trận cuối bảng K vòng loại giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020, anh ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam. Đó là cú volley nâng tỷ số lên 2-0 trong cuộc chiến thắng đậm đà chung cuộc với tỷ số 4-0 trước U23 Thái Lan. Ở SEA Games 30 tại Philippines, anh chơi nổi bật và có một bàn thắng giúp U22 Việt Nam ngược dòng thành công trước U22 Indonesia. Sau đó, anh cùng các đồng đội đăng quang vô địch giải đấu khi gặp lại chính đối thủ này ở chung kết. Ở giai đoạn 2 của vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Hoàng Đức lần đầu tiên được đá chính trong một trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia khi Quang Hải bị án treo giò và chấn thương của Hùng Dũng đã phần nào giúp anh có cơ hội thể hiện nhiều hơn. Kể từ đó, anh luôn đá chính cho đội tuyển trong các trận đấu ở vòng loại thứ 3 và có màn thể hiện xuất sắc, ghi điểm với các câu lạc bộ châu Á. Ở cấp câu lạc bộ, Hoàng Đức là ngôi sao chủ chốt giúp câu lạc bộ Viettel giành chức vô địch V-League và về nhì cúp quốc gia năm 2020. Và có thể nói những dấu ấn đầy công hiến, Hoàng Đức xứng đáng được xếp vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu trong lịch sử bóng đá nước nhà. Và hiện tại, anh cũng đang là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quả bóng vàng năm 2023. Chiếc áo đấu số 14 đội tuyển quốc gia của Hoàng Đức với đầy đủ chữ ký của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chắc chắn là một món quà rất giá trị mà anh dành tặng cho Xuân Yêu Thương 6. Ban tổ chức hy vọng rằng số tiền thu được từ chương trình đấu giá sẽ là món quà giá trị mang hơi ấm mùa xuân đến với người dân nghèo của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Chắc hẳn là tất cả chúng ta đang ngồi đây đã biết về vật phẩm được đấu giá trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là chiếc áo thi đấu mang số 14 của quả bóng vàng Việt Nam năm 2021, Nguyễn Hoàng Đức. Và ngay bây giờ thì chiếc áo thi đấu số 14 của Nguyễn Hoàng Đức có đầy đủ chữ ký của tuyển Việt Nam sẽ xuất hiện trên sân khấu của đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương lần thứ 6 năm 2023. Vâng, và ngay trên sân khấu lúc này, chiếc áo thi đấu đặc biệt, chiếc áo thi đấu mang số 14 của quả bóng vàng Việt Nam năm 2021, Nguyễn Hoàng Đức có đầy đủ chữ ký của đội tuyển Việt Nam đã xuất hiện trên sân khấu của đêm nhạc thiện nguyện Xuân Yêu Thương lần thứ 6 năm 2023. Một chiếc áo thi đấu đặc biệt được đấu giá trong một dịp đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa đặc biệt là với bà con của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, thì Thanh Huyền rất mong là phần đấu giá tối ngày hôm nay sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ phía các vị đang ngồi đây để có thể giúp đỡ cho bà con của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An Tết năm nay sẽ có một cái Tết đủ đầy và trọn vẹn hơn. Thanh Huyền xin phép được nhắc lại là toàn bộ số tiền được đấu giá từ chiếc áo thi đấu mang số 14 của Nguyễn Hoàng Đức sẽ được làm quà Tết để trao tới tận tay cho bà con của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Và ngay bây giờ thì phần đấu giá chiếc áo thi đấu đặc biệt này, chiếc áo mang số 14 có đầy đủ chữ ký của tuyển Việt Nam của quả bóng vàng năm 2020, quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 Nguyễn Hoàng Đức. Và với chiếc áo thi đấu đặc biệt này thì ban tổ chức chúng tôi đã đưa ra mức giá khởi điểm là 10 triệu đồng. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho mức giá khởi điểm mà ban tổ chức đưa ra cho chiếc áo thi đấu mang số 14 của Nguyễn Hoàng Đức được không ạ? Một chiếc áo thi đấu rất đặc biệt được đấu giá trong một dịp đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa rất đặc biệt là với bà con của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Chúng ta hãy cùng tham gia đấu giá. Thanh Huyền rất mong là sẽ nhận được nhiều cánh tay từ phía các vị đang ngồi đây với mức giá khởi điểm là 10 triệu đồng ạ. 10 triệu đồng là mức giá khởi điểm mà ban tổ chức chúng tôi đưa ra cho chiếc áo thi đấu đặc biệt này. Thanh Huyền vừa nhận được tín hiệu đầu tiên từ phía các vị đang ngồi đây ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho người tham gia đấu giá đầu tiên đêm nay được không ạ? Hôm nay được anh Đạp mời đến tham gia chương trình Thiện Nguyện 6, Xuân Yêu Thương 6 của công ty Nghệ An 24 giờ online. Thì mình xin đấu giá chiếc áo này với mức giá là 20 triệu đồng. 20 triệu đồng ạ.
đã cao hơn mức giá mà ban tổ chức đưa ra 10 triệu đồng rồi. 20 triệu đồng cho chiếc áo thi đấu mang số 14 của Nguyễn Hoàng Đức. 20 triệu đồng ạ. Thanh Huyền vẫn mong rằng là Thanh Huyền sẽ nhận được nhiều hơn nữa những cánh tay từ phía dưới để chiếc áo thi đấu này có thể có một cái giá cao hơn nữa. Bởi vì chúng ta đang đấu giá mà đúng không ạ? Chúng ta hãy tham gia đấu giá để có thể là quyên góp được nhiều hơn nữa cái số tiền mà ban tổ chức kêu gọi được để trao tặng làm quà Tết cho bà con của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn ạ. Mọi người hãy tích cực tham gia đấu giá lên. Thanh Huyền vẫn muốn được nhìn thấy được nhiều cánh tay hơn nữa từ phía dưới đi ạ. 20 triệu đồng ạ, chiếc áo mà Thanh Huyền vừa nhận được một cánh tay rồi ạ. Ban tổ chức hãy đưa mic cho người phía dưới đi ạ. Anh xin đấu giá mức giá là 30 triệu không? 30 triệu đồng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa đi ạ. Đã cao hơn mức giá 20 triệu đồng mà đơn vị đầu tiên đưa ra rồi ạ. Thanh Huyền vẫn mong muốn là sẽ nhận được mức giá cao hơn nữa. Bởi vì ở mùa xuân yêu thương lần thứ 5 thì Nghệ An 24 giờ cũng đã tổ chức đấu giá chiếc áo thi đấu của thủ môn Nguyên Mạnh. Và lần đấy thì đơn vị Thiên Minh Đức đã đấu giá thành công chiếc áo của thủ môn Nguyên Mạnh. Lần này thì Thanh Huyền vẫn mong muốn là sẽ nhận được một mức giá cao hơn mức giá 30 triệu đồng mà đơn vị vừa rồi đã đưa ra. Một mức giá cao hơn nữa đi ạ. Thanh Huyền từ nãy giờ Thanh Huyền chỉ mới thấy ở bên phía tay trái của tay phải của Thanh Huyền thôi. Thì không biết là bên phía tay trái chúng ta có đơn vị nào có mong muốn được đấu giá chiếc áo của Nguyễn Hoàng Đức để cùng đóng góp cùng với Xuân Yêu Thương chia sẻ khó khăn với bà con của xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn không ạ? Một cánh tay ở phía bên tay trái của Thanh Huyền đã giơ lên rồi ạ. Vâng, anh em chúng tôi cũng rất mong muốn được sở hữu chiếc áo đấu này. Và chúng tôi đưa ra trả là 40 triệu đồng. 40 triệu đồng ạ, mức giá đã cao hơn mức giá khởi điểm ban đầu 30 triệu đồng rồi ạ. 40 triệu đồng, một mức giá cũng Thanh Huyền nghĩ là cũng rất là lý tưởng. Nhưng mà Thanh Huyền vẫn mong là sẽ có một đơn vị đưa ra mức giá cao hơn 40 triệu đồng một chút nữa. Một cánh tay nữa đi ạ, một cánh tay từ phía dưới ạ. Thanh Huyền vừa nhận thấy một cánh tay muốn đưa ra mức giá có thể là cao hơn 40 triệu đồng ạ. Em xin đấu giá 50 triệu đồng ạ. 50 triệu đồng, 50 triệu đồng, 50 triệu đồng rồi ạ. Chúng ta đã có mức giá 50 triệu đồng trong buổi tối ngày hôm nay rồi ạ. 50 triệu đồng, một mức giá cũng Thanh Huyền nghĩ là cũng rất lý tưởng. Thì Thanh Huyền vẫn mong muốn là chúng ta sẽ có một mức giá cao hơn 50 triệu đồng một chút nữa. Thì không biết là có đơn vị nào ở đây chúng ta mong muốn được sở hữu chiếc áo thi đấu đặc biệt này không ạ? Bởi vì toàn bộ số tiền mà ban tổ chức chúng tôi đấu giá thu được từ chiếc áo thi đấu đặc biệt này thì sẽ đều được làm quà Tết để trao tới tận tay cho bà con của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Một ý nghĩa vô cùng đặc biệt ạ, vô cùng đặc biệt. Thanh Huyền mong muốn nhìn được những cánh tay khác nữa ạ. Có ai đưa ra mức giá cao hơn 50 triệu đồng nữa không ạ? 50 triệu đồng ạ. 50 triệu đồng, một mức giá Thanh Huyền nghĩ là cũng rất lý tưởng. Nhưng Thanh Huyền vẫn đang mong chờ một chút cao hơn nữa. Mức giá 50 triệu đồng từ phía các vị đang ngồi đây ạ. 50 triệu đồng ạ. 50 triệu đồng. Thì trước khi đến với mức giá có thể là mức giá cao hơn thì Thanh Huyền có thể giao lưu một chút với đơn vị mà vừa đưa ra mức giá 50 triệu đồng được không ạ? Vâng ạ. Anh có thể ngồi đấy cũng được ạ. Vâng ạ. Thì không biết là đầu tiên là anh có thể giới thiệu một chút về đơn vị của mình và được không ạ? Mình là thuộc đơn vị bên bất động sản bên Eco Park ạ. Bất động sản Eco Park. Chúng ta dành một tràng vào tay cho bất động sản Eco Park được không ạ? 50 triệu đồng. Bất động sản Eco Park đã đưa ra mức giá là 50 triệu đồng trong buổi tối ngày hôm nay. 50 triệu đồng. Có còn cánh tay nào muốn đưa lên nữa không ạ? 50 triệu đồng. 50 triệu đồng. Nếu như không có cánh tay nào được đưa lên nữa ở buổi tối ngày hôm nay thì chiếc áo thi đấu mang số 14 có đầy đủ chữ ký của đội tuyển quốc gia Việt Nam của quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 Nguyễn Hoàng Đức sẽ thuộc về đơn vị bất động sản Eco Park. 50 triệu đồng. Thanh Huyền đếm từ 1 đến 3. Nếu như không có đơn vị, không có cánh tay nào nữa được giơ lên thì chiếc áo thi đấu đặc biệt này sẽ thuộc về đơn vị bất động sản Eco Park. 50 triệu đồng lần thứ nhất ạ. 50 triệu đồng lần thứ hai ạ. Vẫn chưa có cánh tay nào được đưa ra.
50 triệu đồng lần thứ 3. Vâng, như vậy thì đơn vị bất động sản Ecopark đã đấu giá thành công chiếc áo thi đấu mang số 14 của Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2021. Và toàn bộ số tiền thu được từ đấu giá chiếc áo này sẽ được ban tổ chức của Xuân Yêu Thương làm quà Tết để trao tới tận tay cho bà con của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Và ngay bây giờ thì xin được mời lên sân khấu đơn vị vừa đấu giá thành công chiếc áo thi đấu đặc biệt này, đó chính là đơn vị bất động sản Ecopark. Và cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Bá Hảo là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn và ông Lê Văn Giáp, trưởng ban tổ chức sẽ lên chụp ảnh lưu niệm cùng với đơn vị vừa đấu giá thành công chiếc áo thi đấu mang số 14 của Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2021. Nguyễn Hoàng Đức xin được trân trọng kính mời ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho đơn vị bất động sản Ecopark đi ạ. Một việc làm rất nhiều ý nghĩa. Vừa đấu giá thành công chiếc áo thi đấu mặc đặc biệt này và mong rằng thì mùa Xuân Yêu Thương năm nay bà con của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An sẽ có một cái Tết đủ đầy và trọn vẹn hơn. Một lần nữa thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin phép được gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân, các đơn vị đã tham gia đêm nhạc cũng như đồng hành cùng với Xuân Yêu Thương năm nay. Ngoài đêm nhạc thiện nguyện và đấu giá đặc biệt gây quỹ từ thiện thì Xuân Yêu Thương lần thứ 6 sẽ được tiếp tục với hoạt động chính, đó chính là giải bóng đá Xuân Yêu Thương tranh cúp Nghệ An 24 giờ sẽ được diễn ra tại sân bóng số 1 đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh trong 2 ngày là ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2023. Và ban tổ chức của Xuân Yêu Thương thì vẫn tiếp tục nhận sự ủng hộ từ phía các nhà tài trợ, các mạnh thường quân cho đến ngày chương trình từ thiện trao quà tại xã Nậm Cắn được diễn ra. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. We were good, we were gold. Can't dream that can't be so. We were right. Raconte-moi la vie et on dira le trait de mes yeux bridés. Que des semeuses comme moi se coûtent nous se dire. Je ne sais de toi que les images de l'arrêt. Un film de Coppola.